Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, những loại rau củ quả dưới đây không chỉ cung cấp lượng vitamin đáng kể mà còn có tác dụng điều trị nóng gan hiệu quả, giải độc và thanh nhiệt tuyệt vời cho cơ thể của bạn trong những ngày nắng nóng. Thông tin được tổng hợp từ trang kênh 14.vn. Rau diếp cá. Rau diếp cá có tên gọi khác là cây lá dấp, ngư tình thảo, rau vẹn, tập thái, là một loại cỏ nhỏ mọc lâu năm, ưa chỗ ẩm ướt. Diếp cá là cây quen thuộc trong nhân dân, không chỉ được dùng làm rau ăn mà còn được dùng làm thuốc. Bộ phận làm thuốc là lá và thân, thường dùng tươi hoặc sấy khô. Theo đông y, diếp cá có vị chua, cay, tính mát. Rau diếp cá chứa hàm lượng chất xơ thực vật cao, có lợi cho hệ tiêu hóa, có thể trị bệnh táo bón. Đây cũng là thực phẩm tốt cho người bị thiếu máu. Rau diếp cá còn có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu đờm nên thích hợp sử dụng trong ngày hè. Rau mùng tơi. Có hai loại rau mùng tơi là xanh và tía. Loại tía tốt hơn, có vị ngọt, nhớt, tính mát. Với dược năng là lưu thông huyết mạch, lợi tiểu, nhuận tràng. Công hiệu giúp mát máu, điều hòa khí huyết, thanh lọc dạ dày và ruột, trị táo bón, chống tích tụ, trị đau mắt, sưng đau vú, huyết vận và huyết tụ. Theo các nghiên cứu cho thấy, trong mùng tơi chứa chất nhầy pectin rất quý để phòng chữa nhiều bệnh. Có tác dụng nhuận tràng, thải chất béo chống béo phì, thích hợp cho người có mỡ và đường cao trong máu. Tác dụng trừ thấp nhiệt, làm cho người lao động ngoài trời nắng nóng duy trì được sức khỏe. Bí đao, vị ngọt, tính mát, có công dụng thanh nhiệt, tiêu thử, sinh tân, chỉ khát, là một loại quả làm rau và làm đồ giải khát rất được ưa chuộng trong mùa hè. Dân gian thường dùng bí đao để nấu các món canh thanh nhiệt, giải nhiệt hoặc rửa sạch rồi ép lấy nước uống. Thậm chí, vỏ bí đao cũng có tác dụng giải nhiệt. Nhiều phương thuốc dân gian đã dùng vỏ bí đao cùng với vỏ dưa hấu sắc lấy nước uống thay trà. Bí đao 500g, dưa hấu 500g, đường trắng vừa đủ, hai thứ thái miếng, dùng máy ép lấy nước rồi chế thêm một chút đường trắng, chia uống nhiều lần trong ngày. Công dụng thanh nhiệt giải thử, trừ phiền chỉ khát, lợi niệu tiêu thũng, dùng để giải nhiệt, phòng chống say nắng, say nóng. Khoai lang. Khoai lang có vị ngọt, thơm, không độc, tính mát, với dược năng giúp tiêu hóa, nhuận tràng, giải nhiệt, củ sát khuẩn. Lá khoai lang luộc ăn chữa táo bón. Củ khoai lang trị các chứng lị, tiêu chảy, táo bón, trĩ lậu, thương hàn. Vì rất giàu kali và magie nên việc tiêu thụ khoai lang có thể giúp kiểm soát huyết áp hiệu quả. Việc cơ thể được hấp thụ lượng kali cao hơn dẫn đến huyết áp thấp hơn. Điều này giúp giảm nguy cơ gặp phải các vấn đề về mạch vành hoặc đột quỵ. Ngoài ra, magie là một khoáng chất có công dụng giảm huyết áp, do đó giúp ngăn ngừa tình trạng tăng huyết áp hiệu quả. Rau má. Rau má còn gọi là liên tiền thảo, có vị thơm, đắng, không độc, tính mát, với dược năng cầm máu, giải nhiệt, sát khuẩn, lợi tiểu, trị sốt rét nóng nhiều, máu cam, thổ huyết, khí hư, huyết bạch, tản lị, giúp sáng mắt, trị các chứng nhọt độc, sang lở, hốt hoảng, gan nhiệt, trị phụ nữ đau bụng máu, bổ gan, điều hòa tạng phủ, có thể giã sống, pha đường uống mỗi lần 40-50g hay luộc ăn hoặc phơi khô nấu nước uống mỗi lần 20g. Mướp đắng, vị đắng, tính hàn, có tác dụng sáng mắt, trừ khát, giải nhiệt, bổ khí, hoạt huyết. Mướp đắng dùng làm thức ăn mùa hè rất phù hợp, thường xào với thịt bò, nấu canh xương, nhồi thịt hấp, có khi đun nước tắm cho trẻ lặn rôm, sắc nước uống. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng mướp đắng làm giảm lượng đường trong máu thông qua tác dụng làm tăng quá trình chuyển hóa glucose. Uống mỗi ly nước mướp đắng mỗi ngày có thể giúp bạn nhận được đầy đủ những lợi ích của loại quả này. Bạn nên ngưng sử dụng nếu xuất hiện triệu chứng đau bụng, tiêu chảy hoặc sốt. Tuy nhiên, bạn cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi thay đổi chế độ ăn uống, cũng như kiểm tra lượng đường máu thường xuyên và điều chỉnh thuốc khi cần thiết. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai sẽ là chủ đề lưu ý đi bơi an toàn trong mùa hè. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.